Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang là một sản phẩm tai nghe True Wireless. Đây là tên của sản phẩm. Bên ngoài thì có một số rất giới thiệu nho nhỏ thôi. Đây, có mít này nọ, có chuẩn chống nước IPX5. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Đã kéo nó ra đây sẽ kéo nó ra, nhưng mà đây sẽ có một cái hộp mở ra. Đây sản phẩm cổng micro USB, đây có một số thông số nữa. Đây, cái hộp này là 1200 mAh, xài hộp khá là to luôn, cũng cỡ 3 ngón tay, tầm 3 ngón tay. Nghe nói pin khá là trâu. Đây còn có một cái cặp sạc micro USB, mấy cái tiếp, một sách hướng dẫn sử dụng, tiếng Anh và tiếng gì đó. Chỉ có sản phẩm mới có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ mở bên trong. Đây sản phẩm. Còn một vạch pin. Đây là cái tai nghe. Nút vật lý. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem.